trong cuối năm 2019 thì Beko đã tung ra một số mẫu máy giặt mới, và trong đó phải kể đến mẫu máy giặt WCV9612SB0ST. Đây là kiểu máy giặt lồng ngang với khối lượng giặt là 9kg, phù hợp đối với những gia đình nào có từ 5 đến 7 thành viên. Sản phẩm này sử dụng kiểu động cơ chuyển động dây Cura và được trang bị công nghệ Inverter. Về thiết kế, chiếc máy giặt này tạo ấn tượng ở kiểu dáng gọn, hiện đại, vỏ máy màu trắng cho cảm giác sạch sẽ và làm sáng không gian. Các chi tiết ở mặt trước của chiếc máy giặt này không có quá nhiều khác biệt so với những sản phẩm trước của Beko. Mình có ở đây là một ngăn kéo để đựng nước giặt, bột giặt và nước xả. Trung tâm là nút xoay xoay quanh 15 chương trình giặt và vệ sinh, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của mọi gia đình, phù hợp cho nhiều loại quần áo, nhiều loại vải khác nhau. Một số chế độ phổ biến có vải cô tông, vải tổng hợp, giặt đồ mỏng. Chiếc máy giặt này cũng có chế độ giặt nước nóng lên tới 90 độ nha các bạn. Khi mà chúng ta giặt bằng nước nóng thì sẽ dễ dàng đánh tan bột giặt hơn, vừa có thể làm sạch quần áo, vừa diệt khuẩn và những tác nhân gây dị ứng nữa. Tương ứng với mỗi chế độ được chọn thì bàn điều khiển điện tử sẽ hiện ra thời gian của chương trình giặt cùng với tốc độ vòng quay bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu và có vắt hay không. Đặc biệt các bạn có thể thấy là ở đây có 3 chương trình giặt được thể hiện bằng chữ màu xanh khá là nổi bật. Đó là áo sơ mi hơi nước, áo lông hơi nước và giặt vệ sinh hơi nước. Đây là 3 chương trình giặt được hỗ trợ bởi công nghệ giặt hơi nước Steam Cure. Lợi ích của công nghệ này là tạo ra hơi nước nóng, giúp len sâu vào vải, làm mềm vải, diệt khuẩn và những tác nhân gây dị ứng. Với công nghệ giặt hơi nước này thì vết bẩn còn được làm mềm đi. Khi giặt nước, vết bẩn cũng sẽ dễ dàng bị đánh bật ra. Steam Cure giúp hạn chế tình trạng tạo ra nếp nhăn và xoắn rối quần áo, từ đó giúp tăng hiệu quả giặt và tiết kiệm thời gian ủi đồ. Đặc biệt là nhà bạn nào có các bé làn da nhạy cảm thì chế độ giặt hơi nước nóng này cũng rất là hữu ích. Bây giờ thì mình sẽ giặt thử chương trình giặt áo sơ mi hơi nước bằng chiếc máy giặt Beko này. Mình biết là áo sơ mi rất là quen thuộc đối với những bạn nhân viên văn phòng rồi. Nào là áo sơ mi trắng nè, sơ mi màu, sơ mi trơn, sơ mi kẻ sọc, sơ mi caro, vân vân. Thì mình thấy là các bạn thường rất là chăm chút và sẽ giặt riêng áo sơ mi, thậm chí là còn giặt tay nữa. Nhưng mà với chiếc máy giặt Beko này thì có riêng một chế độ giặt cho sơ mi bằng hơi nước khá tiện lợi. Mình đang có 7 chiếc áo sơ mi đại diện cho 7 ngày trong tuần. Bây giờ thì mình sẽ giặt thử nha. Đầu tiên là mở cửa máy giặt ra, cho hết áo vào. Ở đây thì mình cũng đã cho xả nước giặt vào rồi. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ áo sơ mi hơi nước và nhấn bắt đầu. Trên màn hình sẽ hiện ra các cài đặt của chế độ này. Rồi bắt đầu khởi động. Trong khi quá trình giặt đang diễn ra thì mình cũng muốn giới thiệu là chiếc máy giặt Beko này được trang bị công nghệ Silentech. Đó là sự kết hợp giữa công nghệ inverter, mặt bên hình chữ S, vào máy điện và khả năng tự động cân bằng tải trọng, giảm sóc, giảm rung động khi máy đang vận hành, mang đến một không gian yên tĩnh nếu như gia đình có người già hay là trẻ em thì không lo bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Áo sơ mi đã được giặt xong, sạch, thơm, khô ráo, áo không bị xoắn rối. Đây là lồng giặt của máy. Theo như nhà sản xuất Beko, từ bên trong lồng giặt cho đến mái chèo và cả cửa kính này là một tổ hợp với sự liên kết chặt chẽ, giúp làm tăng hiệu quả giặt và được gọi là công nghệ Aqua Waytech. Công nghệ này giặt nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cho tất cả sản phẩm may mặc, giúp chúng bền lâu hơn. Lồng giặt và mái chèo được thiết kế đặc biệt để tạo thành những con sóng cuốn quần áo bên trong. Và cửa kính cong tác động đến hướng đi của nước, giúp đồ giặt được giặt tốt hơn trong lồng giặt. Ngoài ra, chiếc máy giặt này còn được Beko trang bị hai công nghệ giúp cho việc sử dụng năng lượng được tối ưu hơn, bao gồm Pro Smart Inverter có khả năng điều chỉnh vòng quay của động cơ sao cho phù hợp với mỗi chu trình hoạt động của lồng giặt nhằm sử dụng nước và điện tiết kiệm hơn. OptiSense, công nghệ 4 cảm biến có thể đo được nhiệt độ nước, mực nước, tốc độ động cơ và nguồn điện. Nhờ vậy, máy giặt có thể kiểm soát năng lượng một cách tối ưu, mang lại kết quả giặt giũ tốt. Và sau cùng là một tính năng rất cần thiết cho những mẫu máy giặt hiện giờ, đó chính là tính năng tự vệ sinh lồng giặt. Tính năng này sẽ giúp máy tự vệ sinh lồng giặt sau một khoảng thời gian dài giặt giũ, tránh tình trạng là vết bẩn theo nước bám ngược lại vào quần áo, và ngoài ra còn giúp tăng tuổi thọ cho máy giặt nữa. Ưu điểm máy giặt Beko WCV9612SB0ST: giặt nước nóng Steam Cure, sạch hơn, diệt khuẩn. Aqua Waytech, công nghệ kết hợp lồng giặt, mái chèo, cửa kính giúp giặt hiệu quả. Silentech, công nghệ giặt ít ồn. Pro Smart Inverter tiết kiệm điện. OptiSense, cảm biến kiểm soát năng lượng tối ưu. Nếu các bạn yêu thích chiếc máy giặt này thì ngay bây giờ hãy cùng nhấc điện thoại lên và gọi về số tổng đài 1800 1061, hoặc cách thứ hai là nhanh tay truy cập vào website điệnmáyxanh.com để cùng đặt hàng và được giao hàng tận nơi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.